Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Tuấn Ngọc đây. Và ngày hôm nay trên bàn của mình đó chính là một cái sản phẩm mà mấy hôm nay có vẻ hơi hot, đó chính là chiếc Vivo IQ hay IQ hay là IQ00 gì đấy. Nhưng mà nói chung là cái điểm mạnh của đó chính là về cái khả năng gaming. Thế thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng làm rõ xem rằng là nếu các bạn chơi game ở trên chiếc Vivo sản phẩm mới như thế này, chúng ta sẽ có cái khả năng chơi như thế nào. Cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video thì mình phải nói ngay với các bạn là những cái sản phẩm điện thoại như thế này thì nó sẽ không có bán chính hãng tại Việt Nam. Nhưng mà mình xin gửi lời cảm ơn đến cửa hàng D-Store đã cho mình mượn sản phẩm Vivo IQ. Không biết là IQ hay IQ gì mình không biết, xin lỗi các bạn. Thế nhưng mà nếu các bạn đang quan tâm đến sản phẩm như này, đừng quên truy cập vào đường link nhá. Mình sẽ để ở trong phần mô tả cho các bạn có thể truy cập vào D-Store. Trước khi mà chúng ta đi vào cái phần mà mình muốn test game cho các bạn thì các bạn hãy cùng đi qua một chút về những cái điểm mà mình đã chấm được. Ví dụ ở đây thì cái điểm AnTuTu thì chúng ta sẽ có là 352.000 điểm, và đây là con số rất là cao. Và nếu như các bạn nhìn vào điểm GPU nó sẽ lên đến là hơn 151.000 điểm cơ. Đây là những con số mà mình thấy rằng rất đáng kinh khủng. Bởi vì các bạn đều biết rằng là nó đang chạy cái con chip là Snapdragon 855 mới nhất hiện nay, tiến trình 7 nanomet, kèm theo đó là nhân GPU là Adreno 640. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi 3 tựa game, cũng là những cái tựa game rất đình đám và còn kèm thêm đó là ARK Survival. Đó chính là một cái tựa game mà có thể test được cái độ nặng nhẹ. Hai game còn lại là PUBG Mobile và Lenovo Mobile, mình sẽ test qua game bench. Ok, như vậy là mình đã bắt đầu cái tựa game PUBG Mobile và các bạn có thể thấy rằng là cái chỉ số FPS nó sẽ hiện lên ở giữa màn hình. Và trước khi mà mình nhảy số thì mình sẽ check cho các bạn đó là đồ họa mình sẽ đã để lên HDR này. Và cái FPS là cực cao và kèm theo đó là mình cũng đã bật cái chế độ khử răng cưa và tắt cái chế độ là tự động là giảm hiệu năng khi mà máy quá nóng. Thì các bạn đều có thể thấy rằng là cái phần nhảy dù ấy thì nó thường sẽ là một trong những cái gây cản trở rất nhiều cho những cái tựa máy mà nó yếu. Nhưng mà các bạn đều có thể thấy rằng là từ khi mà mình nhảy xuống khỏi máy bay cho đến khi mà mình đáp xuống, đây các bạn nhìn thấy không, thì máy chạy rất ổn định ở 40 FPS. Và cái điều này thì mình có thể dám chắc với các bạn là những con chip của Exynos hay là Kirin hay là một vài con chip cao cấp khác nó sẽ không làm được. Và các bạn thấy không, đây là sức mạnh của Snapdragon. Đó là lý do vì sao mình luôn luôn khen Snapdragon là vì như thế. Bây giờ chúng ta sẽ thử lút đồ để xem là nó có bị giảm hiệu năng cũng như là giảm cái FPS hay không. Và có một điểm mà mình muốn lưu ý cho các bạn đó chính là cái sản phẩm của mình ở trên tay này, nó có hai cái cần cò ở đây. Có nghĩa là các bạn bấm cò bên phải là sẽ ngắm bắn này, bấm cò bên trái là sẽ nhả đạn. Đó, rất phù hợp với những anh em nào mà try hard gaming giống thằng Lâm Đấm ấy. Và các bạn đều có thể thấy rằng nếu mà mình bật cái chế độ scope lên ấy thì máy hoàn toàn không giật một chút nào. Đó, hoàn toàn không hiện tượng giật luôn, vẫn rất đều ở 39 FPS. Và mình sẽ chuyển sang cái chế độ là đồ họa mượt kèm theo là cái tốc độ khung hình là cực độ. Bởi vì mình để ý là anh em hiện tại bây giờ đang rất thích cái chế độ khung hình 60 FPS như thế này. Và anh em đều có thể thấy rằng là máy hoàn toàn chạy rất là ok ở 60 FPS. Kể cả khi, đây mình sẽ bật scope lên, ngắm. Và các bạn lưu ý nhá, đây là mình đang chơi squad chứ không mình không đang không chơi solo. Chơi solo thì nhiều anh em có nói là nó sẽ không có cái chế độ, nghĩa là nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Nhưng mình đang chơi 4 người mà vẫn không hiện tượng giật lag xảy ra. Đấy, 60 FPS vẫn rất là đều. Và mình hoàn toàn đồng ý với các bạn rằng Snapdragon 855 kèm theo nhân GPU là Adreno 640 là một trong những thứ cực kỳ tốt các bạn có thể chơi hiện tại. Thường thường thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu các bạn chạy ngoài đồng thì nó sẽ có hiện tượng là bị giật lag khi các bạn chơi. Nhưng ở đây là hoàn toàn không có các bạn nhá. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần chơi PUBG Mobile dành cho các bạn xem. Và cái tựa game tiếp theo mà mình muốn test cho các bạn đó chính là tựa game ARK Survival. Thì đây chính là một trong những tựa game mà mình nghĩ là nó sẽ có thể là một cái bài thuốc hardcore nhất để cho các bạn có thể test. Và mình cũng đã tăng cái độ phân giải lên là Epic kèm theo cái chế độ khung hình là cao nhất ở đây rồi. Và các bạn đều có thể thấy rằng là nếu như các bạn chạy ở ngoài đồng, các bạn chạy vào rừng như này đi, thì nó vẫn khá là cân bằng ở khoảng 25-27 FPS. Mặc dù là nó không lên được 30, nhưng mà mình đánh giá đây vẫn là một con số chạy khá là tốt nếu như các bạn so với những sản phẩm hiện tại bây giờ. Hôm nọ thì mình có test ở trên chiếc Samsung Galaxy S10 Plus thì các bạn đều có thể thấy rằng là với con chip tiến trình 8 nanomet và GPU Mali G76 MP12 thì nó vẫn mang lại chúng ta một cái màn trình diễn khá là giật nếu các bạn chơi trên game ARK như thế này. Và mình phải công nhận với các bạn rằng 855 với Adreno 640 chạy ARK cực kỳ mượt và nó rất ổn định từ 25-27 FPS. Cùng lắm là đôi khi nó rụt xuống là còn khoảng 24 FPS thôi. Nhưng mà cái điều này là nó không gây ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của các bạn. Và bây giờ mình sẽ thử test xem với những cái chế độ mà khung hình nó nhẹ nhàng hơn một xíu. Thì đây mình sẽ restore default lại trở thành cái chế độ là medium. Thì các bạn hoàn toàn có thể thấy rằng là nó chạy ổn định hơn rất là nhiều. Và nó hoàn toàn có thể chạy ổn định hơn ở 30 FPS. Và cá nhân mình đánh giá thì sau cái chiếc
có lẽ là nó còn chạy ngon hơn cả cái con máy gì nhỉ? Cả cái con máy gì của Asus nhỉ? Đúng rồi, ROG Phone mà chạy 845 tăng xung á. Thì mình tin với các bạn rằng đây vẫn là một cái máy nó chơi ăn cả một cách rất là ngon. Và mình sẽ cùng với các bạn test cái tựa game cuối cùng trong ngày hôm nay, đó chính là Lenovo Mobile. Thì chẳng cần phải nói rồi, chúng ta có thể hoàn toàn lên được chế độ là 60fps kèm theo cái khung hình kèm theo cái độ phân giải là cao nhất. Và các bạn đều có thể thấy rằng là nó chạy cực kỳ mượt ở 60fps. Và bây giờ mình sẽ có chạy lên trụ này, tốc hành này, dùng skill này. Và các bạn có thể thấy rằng nó cực kỳ mượt. Thường thường nếu mà kể cả những cái máy flagship mà mình có đánh đi chăng nữa ấy, thì các bạn vẫn sẽ thấy rằng là nếu mà mình có combat với kẻ địch ấy, thì nó vẫn sẽ có sự gọi là giật khung hình. Nhưng ở đây cái sự giật khung hình là hoàn toàn không có. Và từ nãy đến giờ thì các bạn đều có thể thấy rằng là nó vẫn chạy rất đều ở 60fps. Kể cả khi mình có bị ăn đánh, kể cả khi mình có bị móc ở phía sau, mình vẫn hoàn toàn không có hiện tượng là bị giật khung hình. Các bạn thấy không? Cùng lắm là giật xuống chỉ còn 59fps mà thôi, còn không hề có hiện tượng bị giật lag nhiều đáng kể, hoàn toàn là không có. Các bạn thấy được còn sự sức mạnh của cái con chip 855 cùng với Adreno 640 hay chưa? Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc là test game ở trên cái chiếc Vivo IQ. Các bạn đều có thể thấy rằng là với con chip Snapdragon 855 kèm theo là GPU Adreno 640 thì nó mang lại chúng ta một khả năng chơi game cực kỳ tốt. Và các bạn nên nhớ rằng bên cạnh cấu hình rất mạnh thì nó còn có hai cái cò ở trên này. Thì nếu bạn nào chơi liên quân thì các bạn muốn mua đồ này, hoặc là các bạn muốn chơi những cái tựa game bắn súng như là PUBG thì bạn hoàn toàn có thể bật cò ở đây và ngắm bắn chơi bốn nút một cách rất là tuyệt vời. Và kèm theo đó nó có kèm theo một cái gọi là game launcher, dạng dạng như là nếu mà các bạn muốn chơi game, các bạn có thể tắt thông báo rất là nhanh, rất là tiện ở trong một cái menu sổ ra từ bên phía tai thỏ như thế này một cách rất là dễ dàng. Và mình thấy rằng nếu các bạn bỏ số tiền là khoảng hơn 10 triệu để sở hữu chiếc điện thoại như này thì đây sẽ là một trong sản phẩm điện thoại gaming rất tốt. Và ngày hôm trước thì mình có định làm về cái Mi 9 cho các bạn, nhưng mà có một vấn đề, đó là những cái máy Trung Quốc hiện tại nó có cái phần mềm nó hơi đóng một chút, mình không thể nào mà đo FPS cho các bạn được. Và mình tin rằng với sản phẩm như này nó sẽ là một cái chiếc điện thoại có thể so kè một cách rất là kinh khủng gắt gao với những chiếc điện thoại như là Mi 9. Bởi vì trong tầm giá này, nếu các bạn đang lựa chọn điện thoại chơi game thì mình nghĩ rằng chiếc Mi 9 nó sẽ không có sự hậu thuẫn đáng kể được giống như là chiếc điện thoại đến từ Vivo như này. Các bạn có thích chiếc điện thoại hay không thì quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Và nếu các bạn nào đang muốn sở hữu nó thì đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của D-Store, mình sẽ để ở trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại. Tuy anh.